Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các con trong tiết tập đọc của tuần 25 nhé. À, ở tiết học hôm trước thì các con đã được biết về một ngày hồi, đó chính là hồi vật, đúng không nào? Và tiết học hôm nay các con sẽ được biết thêm một ngày hồi nữa. À, đó là ngày hồi gì? Thì cô mời các con sẽ quan sát bức tranh sau đây. À, các con thấy bức tranh vẽ cảnh gì? À, bức tranh vẽ cảnh những người điều khiển voi, họ ăn mặc rất là đẹp. Họ ngồi trên lưng những chú voi và điều khiển những chú voi này. À, và phía bên kia là những người cổ vũ. Họ khua chiêng đánh trống để cổ vũ tinh thần cho những người điều khiển và những chú voi. À, vậy qua bức tranh này các con có đoán được đây là ngày hồi gì không? À, đây chính là ngày hồi đua voi ở Tây Nguyên đó các con. À, và để hiểu rõ hơn về ngày hội đua voi ở Tây Nguyên thì cô mời các con chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay. Đó là bài Hội đua voi ở Tây Nguyên. Ở bài này thì các con sẽ mở sách tiếng Việt tập 2 trang 60 ra để chúng ta cùng đọc. À, chúng ta bước vào phần thứ nhất là phần luyện đọc. Cô mời các con cùng đọc với cô. Hồi đua voi ở Tây Nguyên. Trường đua voi là một đường rồng phẳng lì dài hơn 5 cây số. Chiêng khua trống đánh vang lừng. Voi đua từng tốp 10 con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Trên mỗi con voi ngồi hai chàng man gác. Người ngồi phía cổ có vuông vải đỏ thắm ở ngực. Người ngồi trên lưng mặc áo xanh da trời, trông họ rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất. Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay, bùi cuốn mù mịt. Các chàng man gác phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghìm đà, quơ vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng. Theo Lê Tấn. À, ở bài tập đọc này thì các con cần phải đọc với dòng vui sôi nổi và đọc với dòng nhanh dồn dập hơn ở đoạn 2 nha các con. Và ở bài này thì các con cần đọc đúng cho cô những từ ngữ sau. Bây giờ cô mời các con cùng đọc với cô. Man gác, mù mịt, ghim đà, khua vòi. Ở từ man gác các con chú ý cô vần an. Ở từ mù mịt các con chú ý cho cô vần ít ở tiếng mịt. Ở từ ghim đà các con chú ý cho cô vần im ở tiếng ghim. Và ở từ khua vòi thì các con chú ý cho cô vần ua ở tiếng khua. Ta các con cũng cần phải hiểu nghĩa những từ mới ở trong bài. Từ thứ nhất là từ trường đua. À, trường đua chính là nơi diễn ra cuộc đua đó các con. À, trong ảnh là những chú voi đang chuẩn bị bước vào cuộc đua ở trường đua. Từ thứ hai là từ chiêng. Chiêng chính là một cái nhạc cụ bằng đồng hình tròn. À, cái chiêng này phải dùng cái dùi đánh thì âm thanh nó rất là to và vang dội. À, thì trong hai bức hình ở bên trái là hình ảnh cái chiêng và hình bên phải là hình ảnh những người đang đánh chiêng trong một cái lễ hội. À, thì những cái chiêng này thường được đồng bào dân tộc sử dụng để chơi trong những ngày lễ hội. Từ tiếp theo là từ man gác. Man gác chính là người điều khiển voi, là cách gọi của đồng bào Tây Nguyên. Thì các con thấy trong hình là những người đang ngồi trên lưng voi. À, điều khiển những chú voi này để đua
đó, à, người ta gọi là mangát. Từ tiếp theo là từ cổ vũ. Con đã bao giờ nghe từ cổ vũ chưa? À, chắc chắn là có rồi ha. Thì cổ vũ chính là khuyến khích, động viên cho những người chơi hăng hái và tích cực hơn đó các con. Thì trong hình thì các con thấy những người ngồi phía trên này và người ta đang cổ vũ tinh thần cho những chú voi đua ở phía dưới. Vừa rồi các con đã học xong phần luyện đọc, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai là phần tìm hiểu bài. À, cô mời các con mở sách ra để chúng ta đọc cho cô câu hỏi thứ nhất. Câu 1. Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua. Thì ở câu hỏi này các con cần phải đọc thầm lại cho cô đoạn thứ nhất trong bài. Và chúng ta sẽ trả lời như sau. Những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua là: voi đua từng tốt 10 con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Hai chàng man gác điều khiển ngồi trên lưng voi. Họ ăn mặc đẹp, dáng vẻ rất bình tĩnh vì họ vốn là những người phi người giỏi nhất. Và con quan sát tranh thì đây là cái hình ảnh chuẩn bị cho cuộc đua ha. Những con voi thì dàn hàng ngang ở nơi xuất phát và các chàng man gác ngồi trên lưng voi, họ ăn mặc rất là đẹp và trông họ rất là bình tĩnh ha, và tự tin đúng không nào? Câu hỏi thứ hai, cuộc đua diễn ra như thế nào? Ở câu hỏi thứ hai này thì các con sẽ đọc thầm lại cho cô đoạn thứ hai của bài. Và các con sẽ trả lời như sau. À, cuộc đua diễn ra là chiêng trống nổi lên, cả 10 con voi lao đầu, hăng máu phóng như bay, đùi cuốn mù mịt. Các chàng man gác rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về chủ đích. Và các con quan sát hình ảnh ha. Đây là hình ảnh những chú voi đang chạy đua. Và những người điều khiển voi thì các con thấy họ như thế nào? À, họ rất là gan dạ và khéo léo ha. Phía bên bức ảnh bên phải là hình ảnh đùi cuốn lên, trông rất là mờ ha, đùi cuốn mù mịt cho nên là trông cái bức ảnh nó rất là mờ. Câu hỏi thứ ba, voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh dễ thương? Thì ở câu hỏi này các con đọc kỹ cho cô những câu ở cuối bài và chúng ta sẽ trả lời như sau. Voi đua có những cử chỉ ngộ nghĩnh dễ thương là những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghìm đà, hô vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ khen ngợi chúng. À, như vậy các con thấy là những chú voi nó cũng có cảm xúc giống như là con người chúng ta vậy ha, nó cũng biết cảm ơn những khán giả đã cổ vũ cho chúng bằng cách là nó hô vòi lên để chào và cảm ơn. Như vậy chúng ta vừa học xong phần tìm hiểu bài, bây giờ chúng ta bước sang phần luyện đọc lại bài. Khi học tập đọc thì chúng ta không chỉ phải đọc đúng thì chúng ta còn phải cố gắng để đọc hay nữa. Và cái phần luyện đọc lại này sẽ giúp các con đọc đúng và đọc hay hơn ha. À, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại đoạn thứ hai của bài. Thì giống như lúc đầu cô đã nói, ở đoạn 2 này chúng ta cần phải đọc cái dòng nhanh dồn dập hơn. Và các con chú ý là những cái chỗ mà cô có dấu gạch chéo thì chỗ nào một gạch chúng ta dừng dừng ít hơn, còn chỗ nào gạch hai gạch thì chúng ta dừng nhiều hơn một chút. Và khi đọc thì các con chú ý là nhấn dòng ở những từ gợi tả và gợi cảm, đó là những cái từ mà cô in đậm đây ha. Và chúng
Các con chú ý cho cô ở câu cuối, đó là cái câu thể hiện cái sự ngộ nghĩnh đáng yêu của những chú voi khi về đích. Thì các con phải đọc với dòng chậm lại hơn một chút. Bây giờ các con cùng đọc với cô nhé. Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Cái dáng lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay, bùi cuốn mù mịt. Các chàng man gát phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghim đà, hua vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng. Như vậy qua bài tập đọc này các con, bạn nào có thể cho cô biết nội dung của bài tập đọc này là gì nào? Xin lỗi. Như vậy qua bài tập đọc này em nào có thể nêu được cho cô nội dung của bài tập đọc này là gì nào? Nội dung của bài tập đọc này là bài văn tả và kể lại hồ đua voi ở Tây Nguyên, qua đó cho thấy nét độc đáo trong sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên, sự thú vị và bổ ích của hồ đua voi. Như vậy là qua bài này chúng ta liên hệ thực tế một chút ha. Các con có biết thêm những cái ngày hội hay là những cái lễ hội nào nữa không nào? Ngoài hội vật nè, hội đua voi nè, chúng ta còn có những ngày hội như là, thứ nhất là hội lễ hội chờ gò. Lễ hội chờ gò này là một cái lễ hội của đồng bào Tuy Phước ở tỉnh Bình Định con. Đây là lễ hội đua thuyền ha. Lễ hội đua thuyền thì thường diễn ra ở của cư dân ở vùng sông nước. Và đây là lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển, cầu cho một năm thuận buồm xuôi gió đó các con. Và đây là lễ hội Đống Đa Tây Sơn. Đây là lễ hội để tưởng nhớ các thủ lĩnh của phong trào Tây Sơn, đặc biệt là anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Ngoài những cái lễ hội này thì các con về cố gắng tìm hiểu thêm một số lễ hội khác ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Thì các con thấy là trên đất nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều hội và lễ hội ha. Những cái lễ hội này một phần là để cho nhân dân được có những thời giờ giải trí sau những tháng ngày làm lụng vất vả. Và đó cũng chính là những cái nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên đất nước Việt Nam chúng ta đó các con. Và các con ở nhà đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi trong bài Hồi đua voi ở Tây Nguyên. Và các con xem trước bài sự tích lễ hội chữ đồng tử nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em khỏe và học tốt.